với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất cho ngày hôm nay. Lý Nhã Kỳ nhắn con gái Lê Dương Bảo Lâm nhìn tướng là giàu sang. Nữ diễn viên cũng rất nhanh chóng tấu hài cùng với đồng nghiệp khi nhận em bé làm con dâu dù cô chưa lập gia đình. Lê Dương Bảo Lâm là phụ huynh của hai bé gái, nhóc tỳ đầu tiên 3 tuổi và cô bé thứ hai chỉ mới khoảng 3 tháng, với tên lần lượt là Bảo Nhi, Bảo Ngọc. Dù còn rất nhỏ nhưng nam diễn viên hài đã nhanh chóng có những cuộc mai mối. Anh hài hước nói Bảo Nhi là con dâu mẹ Hồ Ngọc Hà và gần đây nhất lại muốn gả Bảo Ngọc cho nhà Lý Nhã Kỳ. Cả hai từng đi quê hình chung và giữ mối quan hệ thân thiết. Lê Dương Bảo Lâm khoe con gái đáng yêu. Cách đây vài giờ trên trang cá nhân Quán Quân Cười Xuyên Việt đã khoe khung ảnh bế công chúa trên tay. Theo đó, sau 4 ngày dài đi quay, anh mới được về thăm con. Dù là người hoạt động nghệ thuật, nhưng Lê Dương Bảo Lâm hiếm khi nào tụ tập với mọi người, mà làm việc xong anh sẽ về nhà ngay để chơi với các con nhỏ. Nam diễn viên hài tâm sự, 4 ngày rồi mới gặp nhau, con dâu Lý Nhã Kỳ nay ngon ghê, cốt cách body y chang mẹ chăng, ghê thiệt. Con rể em có chưa chị ơi? Trộm vía Quỳnh Quỳnh nuôi bé rất khéo tay nên trong Bảo Ngọc mới 3 tháng tuổi nhưng khá bụ bẫm, nước da trắng sáng, mặt khấu khỉnh và rất giống cha. Cục vàng được gia đình chăm sóc rất kỹ nên khá mũm mĩm. Anh ôm con nhỏ sau những ngày đi quay miệt mài để kiếm thêm thu nhập cho cả nhà. Lý Nhã Kỳ nhắn cha con nhà Lê Dương Bảo Lâm. Ngay khi thấy đồng nghiệp nhắc đến mình, người đẹp cũng nhanh chóng tương tác và tiếp nối câu chuyện hài hước. Dù chưa lập gia đình, chưa sinh con nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn nhận bé gái làm con dâu từ rất sớm và còn nhắn Lê Dương Bảo Lâm sang nhà lấy hộp xoàn về đeo cho Bảo Ngọc. Cô gọi đối phương là anh xui, trời ơi con dâu của tôi nhìn tướng là giàu sang, sinh ra phải là con mẹ, Nhã Kỳ hộp xoàn rồi con. Anh xui Lê Dương Bảo Lâm qua lấy hộp xoàn về cho con dâu tôi đeo nè. Con rể chưa có nha nhưng đặt hàng anh xui trước, bảo đảm con rể đẹp trai, thông minh, hiếu thảo và nhiều hộp xoàn nha. Anh thì lo lắng con mình lớn nhanh mà con rể chưa có sẽ mang tiếng lái máy bay, trong khi Lý Nhã Kỳ khẳng định mình không thiếu tài sản, chỉ thiếu mỗi người đàn ông để cùng sinh nở. Các màn mai mối cho con cái trong showbiz Việt đã quá quen thuộc, không chỉ nhà Lê Dương Bảo Lâm mà ngay cả Dương Khắc Linh mới đây cũng nhắn cho bé gái của Đông Nhi. Dù biết rằng đây chỉ là những lần chọn dâu chọn rể hài hước, nếu tương lai các con có tình cảm thật thì chắc chắn mối tình ấy sẽ được chú ý rất nhiều.